chào plan nơi sọc tế mê mê nhóm mê chào nạ plan nơi kia mê nế nhóm chào plan nơi sọc tế ốc bạc mê mê chìa về plan chai tế nơi sọc đầy mê đại plan nạ chai tầng đầy đấy nhóm plan chai tế nơi sọc đầy ốc bài chai đầy độ bạc chanh là bài nơi chỉ vịt à tầng ngọt đó nhóm chanh là bài nơi chỉ vịt bài trẻ kết vân vinh bàn vân vinh càng trong cao nhóm sạp bài tầm nhiên năm và trăm prán cài lên bán sạp tầng ruột mê đưa mê nhóm ý cái lời gì xong khăn nè nhóm chân bàn chân trở tại chỗ rung tầng ốc nền bộ phạm này chỗ đồng trây cài gần giá tầng viên tự xa tha cứ chạp ra những cái dương tờ cá để tốt sát nó cá bạc bạc rừng nhiên nên cá chạy chạy rừng nhiên cứ chạp ra những cái dương đẹp mẹ nâng tờ dương trong áo sụn công vui lõ mình mê tớ sụn nặng nó hoặc rõ tớ biết biên tớ chế bởi trong nó hoặc rõ thì cứ dương tớ bằng cá mà nó lõ hay vui lõ ban bình nát thả ban kia khỏi nâng tờ mê tớ mê nhộn vì thi sát này cái nông bộ Phật Sát Nam nơi đuôi Trí Sâm Ban Phạm Phật đại bà ông trông bà ông ông bà liên miên bà ông mình bán từ chi bà cháu ông bà liên miên thái à thao tiếp rưu cổ à chiêm thao cả chiêm cây ớt tổng ớt bà ông nay nôm bà bịa lõ đôi bịa đặc tương thà ông bà liên miên sai thở xăm nạ chốc bê nô bê xa má xăm bốt bà ông mên của bốt đề ca thà tất cả cuộc chọc hai nơi tới nơi tên tầm chọc bắn đại khả nạn nó bây giờ mang sang bút nơi tên một môn đau rất thêm được thiết ông có liên miếng cho được chọn để chọc ấm ếch anh đánh được tên toàn thoáng và ông thay chọc bán bây giờ mang sang bút và ông liên quân để cao thạc tất cả cuộc chọc thử bạc hơi nơi tới nơi tên tầm toàn chọc thử bạc chuyện bớt đó nhờ nhiệm vụ nực khởi ngõ này tổng luyện đau lòng tay chào tới khoa đồng công tây sa ma sam phật hay cọ bán để hệ bị khổ bu chỉ bị khổ mùi ông mình du và bán cọ bán tới chỉ pre a la hán mùi ông nực nông sát nạn bị đau mà cọ vẫn là tìm thoát mọi chuyện nuôi lọ xua tham nuôi cọ từ nã cứ mình nuôi lọ bán thì nã cứ bán tìm nuôi cọ này này đốt bẩn lư bẩn tim trần bê tờ dương đốt nơi nông tiên của nghếch bần lưu mà đuống lưu hình tịch tại bần lưu tràn đuống lưu khẳng dạng ná sừng công mũi đôi khỉ bờ dương bật đốt mà nuôi lõ cam để tràn sừng công nó cam để lõ mê rưu mê nhộn nâng ở chân ban ca bật đốt bật đá ca ở bụng ní chỉ rương sống khăn ra mà tay tệ miên ca bật đốt bật đá tay tệ miên ca bật đốt mà tệ vụ bò đò xăm nạ sân nâng ở lúc sở lãnh ca sạc sàng, ca rin sốt mình sạp sồn thì cứ tay miên phần lưu chỉ nịch tay miên phần lưu chỉ nịch nên hãy lấy chuyện cả lạc màu ấy mà đàn phần đắng hay lấy chỗ rừng tiền của sàn tích hay sạp đỏ tích chọc thì mình vui đi mà thì ập đỏ mà màu ấy rồi xa và màn ngày đi rồi vua hay ngày muốn nói ngày bọn kêu hôn hay từ muôn là thà nữa, clear nhồn lục tư từng clear ngày ngày nữa, thà khơi con nên là thà nâu hà từ clear lục cùng cùng đam smile đam cà đam smile khơi được ít được sờ bài đấy, tâu kê đấy, tâu hà từ clear từ môi con nên nữa, đặt hà tới ớt ấy thì nhồn mà lần nghe nó clear tới su đại song từ phong đam cà đam ấy chúng tôi còn nên nâng phong tất sao từ đó dục lắm đa sai đa sai lâu à lớn nữa tất bạc để nâng tiếp tiếp nữa vậy thì ngon nên chẳng bàn tây hợp bàn dù mà là muốn xong cù và lấy thứ mai với cùng quân đương tiên là xa ta sọc mai với cả pi sa mai nè bán chỉ năm ni lần hai ơi và tôi chỉ miên phương ạc kỳ sinh ni ấy của prong của priên ấy nấu cả hai màu nha nấu cả miên tiền chẳng mà mưu ai cả xa của quất tiền của xa ní cứ cái ban chi tới bạc chân tiền nhỉ
chừng tiên nơi vật lăng ca cao khai xìm riêng. Cảm ơn anh ta xa của vật xa ban được chuyện thà rệt bát bà rộng một cầu bên bà rộng rạch nạ cầu đó, bà rộng một cầu hê hê rệ rệ mê thật ở đấy bà bạc ông đuồng về nghề nghề sạp đó bà bạc ông đuồng nông kinh sạc cả ra mười quân bà bê rôi hà sạp bẩm bốn cứ bà ông hai tiên bỏ xa nó tơ vọt nè tơ vọt nâng tớ hay có cầu màu tới có trường tiền nó cọp tập nồng đấy kia sao kêu rồi khởi ba đồng hà ca để non đi đồng hai tiền buổi sáng để đi phổ quát rồi hôm mà đòi bạch của bọn ấy cứ non a pi và ba bao một cầu và ba ông đu nữa này để vui chỗ nào ấy nữa vui chỗ nào hay tiền buổi sáng đầm bấy bổng phứ pê đã tự sống cung trăm buổi sáng nồng quạt ná ai vật nốt có bán bôi chía nơi và tiệm nền tổ tiệm nền cái cà phư bị sử máy nó phư bị ách lạc mồm vô chùm răng tôi chỉ có muốn ai có bán chạy tôi chỉ tiền nâng thì dồn từ lời Phật Sát Ná Phật Chìm Chác và ông chùm đáy bị ăn thì xong đây phật tiệm đồ nhật nông phật số lô tha ti phật tố chạy phổ tố hào tệ nè đã ở tự tin mua tha áo chạm khô cực nề biển này là áo cà phứ tàu nè đã tẩy mới nhôm phẳng ngủn nề đây là hạt mình nhôm lần nè mau khi ập bán phứ rừng nắng à cụt này cà phứ nó cứ ca bô chi tự tin này nè ca áo phần lư đã nè đã tẩy thì phần tố chạm của tố hào tế nè áo tự tin mua tha áo chạm khô cực nề mới gì là dụ cao sợ ấy chê tu mùi hay cái đất mà chôn tu cho mùi chạm rút chôn ớt miên khói mà thịt thì nhổm miên bổ bột dặn chú bác nông bày đọc mà dưới thiệp bổng bày nông chênh và ra khăn được cả bổng khua mà rôi một phây phạm bởi trong tổng mơ thờ bổng khua mà rôi một phây phạm nó nỉ dí tí bê mùi nó u ba sĩ ca vị sa kha nên niệm muốn pre samma samput chan nơi tề hay chư muội bị khổ sang chỉ tràn on bị vật chất tập quần nơi niệm muốn tu pháp pre samma samput gặp ông tu đại tần hay thiệp ông tu đại tần hay thiệp bực lớn có ba sĩ ca vị sa kha nên ao tia say đến tới tàu muôn lô ao tàu muôn lô một chan tập về tia say tới sao tới ở khơi lồ khơi tới nẹt mụt tập sàn nó không sàn nó vô thôi mình tinh on nãy vô mà vật pi quẩn on làm rồi on ấy nó vật chân tập quấn pro cái đây à chân thái nó pi quẩn on sao mai nó nhổ chân mà sệt thay sao mai nó kia tập tour đôi anh na thật bên để cạn sệt thay tới muốn rõ ngay làm rồi on sự thay xin tiền đôi chỉ ba sự ca vì sa khai có tự tu làm rồi ông ấy chẳng rõ ngày chẳng hay là về ngày nữa ông ba sự ca vì sa khai muốn đấy chạy đón dục nâng à đôi muốn ngày nâng dục nâng sao phải phiền thằng là về bực lắm ao tia say từ muôn lốp tia say thả khơi lộ họ khơi là nhận một được sạ quanh được sạ quanh được sạ nông cầm phí lục thà à chi vụ à chai là à chi vụ một crab à một crab ba sợi cao với sa kha với nằm chặt sợi ơi ở khơi lâu phong nông vụ nên khơi đã à chi vụ khơi đã à chai khơi thành đệ ngụt được sạp bên được sạp nừng u ba sợi cao với sa kha có đâm được lư phần nắng quật chát cái thằng mình mê à chai tê mình mê à chi vụ tê và hết cái lâu à tại lúc ổn miên sẽ bóng phạt ổn miên sẽ phân hút thực liền chẳng tông đoàn tiết tiết sẽ tông đoàn tiết tông đoàn tiết khơn chân tiết ổn khơn lột tiết lợt tiết bây còn chân tiết anh đó phê Phật tất cả đoàn tế phí tâm ba sáng phút có hai khổ tương lai máu có liệt bóng liệt chụp bộ
đạp đời bà tới có tới tiền bà sẽ cao bị xa khá nâng rồi tới có lúc chăm chân hành đủ tới ô bà sẽ cao bị xa khá nâng có sông sông phùa bầm bây bà cả cái nạp tu thật bọt bếp ông là chúm ra xong bà ông bà tiền phùa ấy nhầm bà cả nà bầm bây bà cả phong cho bà anh bà sẽ mà sang phút thầm đi bà sẽ cao thầm bà đá bà sẽ mà sang phút thầm đi phùa ấy ôi tì ban bà sĩ cao xa kha tha đã nhầm bọn sông phù na đã mệt miền tô sông bọn ăn ở cua đã nhầm bọn phong bán bọn xu ta sông ấy sông nè sông bà sĩ cao miền từ sáng mà cho ban bà sĩ cao xa kha sông tha nhầm bậc cả na sông bậc kê nơi sông quận ngụ tịch liền sông phù phật sông sông សម្ពុតប្រគិនសម្ពុតមូលទឹកភ្លៀងហើយសូមប្រគិនផាត់ចំពោះភិក្ខុអកន្តកៈអ្នកមកដល់ថ្មីសូមប្រគិនផាត់ចំពោះភិក្ខុដែលចែកដំណើរសូមប្រគិនផាត់ចំពោះភិក្ខុមានរាពីតសូមប្រគិនផាត់ចំពោះភិក្ខុរក្សាភិក្ខុមានរាពីតរហូតចំក្រោយសូមប្រគិនសម្ពុតមូលទឹកភ្លៀងដល់ភិក្ខុនៃ ពូទាំង8ប្រការនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុមោទនាព្រមទទួលថាអញ្ចឹងឧបាសិកាវិសាខាប្រគេនចុះមិនអីទេអញ្ចឹងតាំងពីនឹងមកឲ្យទៅដល់រដូវកាលចូលវស្សាវស្សានៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់មកអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទតែងទៅយកសម្ពុទ្ធតាមបាសិកាវិសាខានឹងយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃកុំឲ្យលោកមូតទឹកស្រាតយ៉ារឿងនោះវាអញ្ចឹងទេ ដោយសារមកពីលោកងូតទឹកស្រាតបានជាគេណាយកសម្ពុតសាដកហ្នឹងសម្ពុតងូតទឹកភ្លៀងហ្នឹងយកទៅប្រគេនលោកឲ្យទៅដល់រដូវកាលភ្លៀងធ្លាក់ជាតិចូលវស្សាគឺគេយកទៅប្រគេនរហូតទំនៀមហ្នឹងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទបានទេញោមចប់ត្រឹមបានហ្នឹងហើយកណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មា រៀបរាប់ខ្លឹមសារធម៌អាបត់ដើមបត់កដាបត់ចុងនឹងប៉ុណ្ណឹងក៏មិនច្រើនទេចិត្តមកមកហើយសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះអង្គគ្រូចៅតកាព្រះអង្គគ្រូហ៊ុនហេងប្រកាសថាគ្រប់ព្រះអង្គសូមជួនបុណ្យដល់លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកលោកលីសវណ្ណរិទ្ធអាញាធូគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាចារ្យគណៈកម្មការបាទសបាសកាម្ចាស់ទៀនគ្រប់រូបទាំងអស់សូមបាន ជ្រះថ្លារីរីសូមបន់កុសលនេះបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុកនៅពេលដែលក្លែងខាងមុខនេះកុំបីអខានបើជីវិតនេះនៅមិនទូលទៅទៀតនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈធម៌ដរាបណាសូមបានជួបសពរស់គ្រប់គ្រប់ជាតិសូមបានស្ដាប់ធម៌របស់សពរស់គ្រប់គ្រប់ជាតិសូមមានសទ្ធាជឿកម្មផលគ្រប់ជាតិ សូមជាប់នៅសិលគ្រប់ជាតិទីបំផុតសូមបានរួចផុតចាកទុកពោលគឺបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនា